Lê Trần, khi rùa địch bất chấp thời gian, chuyện tình yêu đầy drama với hội bạn thân Chipu. Thế bây giờ ấy, tôi phải làm thế nào thì mới chứng minh được là có em hot hơn thích tôi? Rồi các người sẽ thấy quyền lực và sức quyến rũ của Phan Lãng Tử nhá. Chào em, hai em cũng đi chuyến này à? Vâng. Thế hai em tên gì? Dạ, em tên Giang, còn bạn em tên Mai ạ. Giang Mai! Vớ vẩn nào. Phan Lãng Tử của văn phòng Nam X Online là vai diễn đã đưa tên tuổi Lê Trần đến gần hơn với khán giả. Đúng là không phải ngẫu nhiên nam diễn viên lại được giao cho nhân vật này, bởi không chỉ sở hữu ngoại hình rất điển trai, Lê Trần còn có rất nhiều nét duyên dáng trong lối diễn xuất, khiến nhiều người phải gật gù công nhận Phan đã được Donny đóng giày cho Lê Trần. Cũng chính nhờ vai Phan mà Lê Trần dần được công nhận khả năng diễn xuất, dần thoát khỏi hình ảnh hot boy trước đó. Được sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, dù có khả năng ca hát tốt, nhưng Lê Trần lại không lựa chọn đi theo con đường này giống mẹ và chú. Anh chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng dường như đến nay cái bóng của Phan Lãng Tử vẫn còn quá lớn khi nhiều người vẫn nhắc đến anh qua vai diễn này. Sau thành công của Nam X Online, Lê Trần chọn Nam tiến để gây dựng sự nghiệp và định cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khán giả lại ít thấy anh xuất hiện trong các dự án phim truyền hình hay các sitcom. Mãi đến khi bộ phim remake Mối tình đầu của tôi lên sóng, khán giả mới được thấy Lê Trần trở lại màn ảnh nhỏ. Để thoát khỏi hình ảnh một hot boy, baby boy, hướng đến hình tượng người đàn ông trưởng thành, có chiều sâu, vai Nam Phong trong Cây táo nở hoa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ với anh chàng. Dù có chút cượng gạo ở những tập đầu tiên, song Lê Trần đã làm khá tốt vai diễn của mình. Phải công nhận rằng nhan sắc của Lê Trần vẫn đỉnh cao như ngày nào, thậm chí là đẹp bất chấp thời gian. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng được đặc biệt quan tâm. Khi những bóng hồng xuất hiện bên cạnh anh đều là những hot girl đình đám Hà Thành. Đầu tiên phải kể đến mối tình đẹp như tranh với Quỳnh Anh Xin, được đông đảo fan ủng hộ. Cả hai chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10 năm 2012 sau một thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cả hai vướng vào tin đồn có người thứ ba. Chính thức đường ai nấy đi khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Ngay sau đó, cư dân mạng tiếp tục chĩa sự chú ý tới Kỳ Hân, người bị cho là lý do khiến cặp đôi trai tài gái sắc tan vỡ. Nữ người mẫu cũng đã lên tiếng giải thích rằng họ cùng đi chung sinh nhật của một người bạn và phủ nhận tin đồn yêu đương. Kỳ Hân cũng dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài cũng như sự tâm lý tinh tế của người bạn Lê Trần. Hiện cô đã kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân và trở thành bà mẹ bỉm sữa. Sau khi chia tay Quỳnh Anh Xin, Lê Trần thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh chụp chung khá thân mật với Diệu Ly. Cô nàng cũng là người mẫu được yêu thích ở Hà Nội, sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang ấn tượng. Tuy nhiên, trái với những caption ẩn ý về việc hẹn hò của Diệu Ly trên trang cá nhân, Lê Trần lại lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này và cho rằng mọi người đã suy nghĩ quá nhiều. Lê Trần và Chipu cũng là cặp đôi khá ăn ý từ Nam X Online, cặp đôi thường gắn bó thân thiết trong nhiều hoạt động. Cô nàng cũng là bạn thân của Quỳnh Anh Xin. Trước những tin đồn về mối quan hệ trên mức tình bạn, cả hai chọn cách im lặng nhưng cũng không phủ nhận. Một hot girl khác là Salim cũng vướng vào tin đồn tình cảm với Lê Trần. Đặc biệt cô còn là bạn thân của cả Quỳnh Anh Xin lẫn Chipu. Đến hiện tại, Lê Trần ít muốn nhắc đến chuyện tình cảm và mong muốn khán giả sẽ nhớ tới mình qua các vai diễn và những gì cống hiến cho nghệ thuật. Đồng thời khẳng định, đến thời điểm công bố bạn gái, người đó sẽ đi với anh con đường dài, chứ không phải chuyện tình bình thường. Chắc chắn khán giả vẫn sẽ luôn mở lòng đón nhận một Lê Trần ngày càng chuyên nghiệp hơn và mong chờ thấy anh thành công và hạnh phúc hơn trong tương lai. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat. Nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.